Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. DMJ Jam, soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Steven Trans Financial, quý khách muốn mượn tiền để mua nhà hoặc refinance nhưng không có việc làm, không có income, gọi ngay 714-791-2222. Nếu tiền lời không rẻ nhất thì không phải là Steven Trần. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoan FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến cùng Việt Face Today trong chương trình phát hình ngày hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2023. Thay lời dịp anh Dũng xin cầu chúc quý khán giả một tuần lễ mới thật dồi dào sức khỏe. Xin kính chào Thái Lê. Xin chào anh Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Cuối tuần vừa qua thì chắc anh có thảnh thơi không? Tôi rất thảnh thơi. Muốn thảnh thơi hả? Chỉ tội cho Vladimir Putin thôi, chắc cuối tuần vừa qua ông không có thảnh thơi cho lắm. Tôi đem tôi so sánh với tội ông Putin đi. Vâng thưa quý vị, là chắc là cái sự kiện mà nổi bật nhất cuối tuần vừa qua thì mọi người cũng đã biết và nghe tin tức rồi. Sáng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lần lượt tường thuật lại tất cả các cái chi tiết từ diễn ra từ chiều ngày thứ Sáu để chúng ta có thể nắm vững thêm một số các cái chi tiết liên quan đến cái cuộc binh biến đã diễn ra ở tại Nga vào cuối tuần vừa qua, do lãnh đạo của nhóm Wagner là một nhóm binh sĩ gọi là nhóm binh sĩ đánh thuê đó, đã được tổ chức giống như là một hình tư nhân để thành lập một quân đội để tiến vào tấn công Ukraine từ trước tới giờ. Tuy nhiên, vì những cái bất mãn, bất đồng đối với Bộ Quốc phòng của Nga và những cái chỉ thị từ phía lãnh đạo Nga mà ông Prigozhin là lãnh đạo của nhóm này đã có một cái cuộc mà người ta gọi là một cuộc nổi loạn. Bây giờ thì mời quý vị cùng bước vào các cái tin tức này. Vào chiều ngày thứ Sáu, thưa quý vị, thì đài truyền hình tin tức nhà nước Nga là Russia 24 đã phải tạm ngưng chương trình phát sóng thường lệ của họ vào tối ngày thứ Sáu, đưa ra cái thông điệp từ Bộ Quốc phòng chính thức của Russia, của Nga. Tuyên bố cho biết là các tuyên bố của thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, là không tương ứng với thực tế. Ông Wagner thì trước đó đã đưa ra các thông điệp cáo buộc rằng lực lượng phòng thủ của Nga đã tấn công vào một số lượng lính đánh thuê của ông ấy. Đây là những cảnh hỗn loạn mà chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình, nó ghi cảnh lại là một số các cái khu vực mà các binh sĩ của ông Wagner đã trú đóng thì bị những cái loạt bom mà theo như lực lượng này cho biết là từ phía không lực của Nga đã tấn công vào nơi này. Trong một khoảng đất trống thì chúng ta thấy cái cây cối gãy đổ và các cái đường chiến hào nó làm như là đã bị bốc cháy ở trong khu vực này. Và nhóm Wagner đã lên án là chính quân đội Nga đã tấn công vào họ. Ông Yevgeny Prigozhin là lãnh đạo của tập đoàn Wagner nói rằng những kẻ đã tiêu diệt những người của chúng tôi ngày hôm nay cùng với hàng chục ngàn sinh mạng của binh sĩ Nga từ trước tới nay trong cuộc chiến ở tại Ukraine sẽ bị trừng phạt. Tôi yêu cầu không ai đưa ra bất kỳ sự kháng cự nào. Công lý cho quân đội sẽ được khôi phục và sau đó là công lý cho toàn nước Nga. Đó là một mối đe dọa bạo lực đặt ra một thách thức lớn đối với Tổng thống Vladimir Putin và lập tức thì ông Putin đã lên tiếng để phản ứng về điều này. Thủ lĩnh Wagner thì người có số lượng lính đánh thuê đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở tại Ukraine từ lâu đã có nhiều mâu thuẫn với Bộ Quốc phòng của Nga và cáo buộc họ đã nhiều lần giải quyết sai cuộc xung đột này. Nhân vật này ngày càng thẳng thắn đã lên tiếng cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga đã lừa dối kể cả toàn quốc Nga và đưa nước này vào một cuộc chiến vô cớ và đã làm nướng chết hàng trăm ngàn binh sĩ của quân đội Nga. Tổng thống Putin là người có mật thiết quan hệ với ông Prigozhin và đã từng tuyên bố rằng ông này là một người bạn tâm giao của ông ấy. Và đây là một cái chi tiết mà tạo nhiều bất ngờ đối với cá nhân bản thân của ông Putin và kể cả nước Nga cũng như là cộng đồng thế giới. Rồi thưa quý vị, Nga cũng đã tăng cường an ninh ở tại một số các vùng lãnh thổ sau khi cáo buộc rằng là thủ lĩnh của nhóm Wagner Group, ông Prigozhin, đã kêu gọi một cuộc nổi loạn có vũ trang. Ông Prigozhin cũng đã đưa ra nhiều đoạn video lên án lãnh đạo của quân đội Nga trong ngày thứ Sáu sau khi mà ông này thẳng thừng cáo buộc rằng là quân đội chính quy của Nga đã tấn công một trại của quân đội Wagner
và đã giết chết một số lượng lớn binh sĩ dưới cái sự gọi là lãnh đạo của ông Prigozhin. Ông đã cam kết rằng của ông đến một thành phố do quân đội Nga 2-3 ngày trước vẫn còn kiểm soát, đó là thành phố Rostov. Và ông nói rằng là ông cũng đã kiểm soát được những căn cứ quân sự ở trong thành phố Voronezh. Ông Prigozhin sau đó đã rút diện đến Moscow chỉ là mục đích tìm kiếm sự công lý, chứ không phải là muốn lật đổ chính quyền. Vâng thưa quý vị, và lúc đó thì phía lực lượng Wagner đã tuyên bố là họ đã hoàn toàn kiểm soát hai thành phố, đó là Rostov-on-Don, là thành phố Rostov bên bờ sông Đông. Đây là cái khu vực ở phía đông nam của Ukraine mà trước đây là nằm dưới sự quản lý của Nga. Tuy nhiên là các cái thành phố mà dọc theo cái bờ biển, cái biên giới này giữa Ukraine và Nga đó, thì là phía một số các thành phố phía bên này đó, Bakhmut hay là một số các thành phố khác ở Ukraine thì đã từng bị chiếm đóng rồi. Còn cái Rostov này là dưới quyền quản lý của Nga từ lâu đến nay. Thì bây giờ thì phía Wagner họ đã tuyên bố là họ đã chiếm đóng, và sau đó thì đưa lực lượng quân sự của họ tiến đến khoảng 120 dặm, là khoảng 200 cây số hướng về phía mặt từ khoa Moscow. Nhưng là sau đó thì lại ngừng lại, thì trong các bản tin tiếp chúng tôi sẽ gửi đến cùng quý vị. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã ngay lập tức lên tiếng trên đài truyền hình và kêu gọi lực lượng Wagner trong một cái bài phát biểu vào ngày thứ Bảy. Ông nói, tôi kêu gọi những người bị đẩy vào sự khiêu khích của một cuộc nổi loạn quân sự cần phải chấm dứt các hành động này. Ông nói, chúng tôi yêu cầu sự đoàn kết, hợp nhất và trách nhiệm. Những ai cố tình đi theo con đường phản quốc chuẩn bị nổi dậy vũ trang khi mà đang chuẩn bị tấn công khủng bố sẽ bị trừng phạt một cách đích đáng, ông Putin đã nói. Ông nhắc lại rằng bất kỳ rối loạn nội bộ nào đều là mối đe dọa chết người đối với quốc gia của chúng ta. Đó là một đòn giáng mạnh vào nước Nga đối với người dân, và chúng tôi, người dân của nước Nga, sẽ đứng lên bảo vệ quê hương. Mối đe dọa này sẽ phải đối mặt với các phản ứng một cách nghiêm khắc nhất. Chúng ta đang chiến đấu vì cuộc sống và an ninh của người dân Nga, vì chủ quyền và độc lập của người Nga, vì vẫn quyết quyền được giữ vững là một nước Nga. Và đây là một đòn giáng mạnh vào nước Nga với người dân của Nga. Do đó, hành động của chúng tôi để bảo vệ tổ quốc trước mối đe dọa như vậy sẽ là những phản ứng rất nghiêm trọng. Tất cả những kẻ cố tình chọn con đường phản bội, những kẻ nổi loạn vũ trang, những kẻ chọn con đường tống tiền và các phương pháp khủng bố sẽ phải đối mặt với tất cả các sự trừng phạt không thể tránh khỏi và phải trả lời một cách rõ ràng trước pháp luật và người dân của chúng tôi. Các mệnh lệnh cần thiết đã được ban hành cho lực lượng vũ trang và các cơ quan chính phủ khác, và các biện pháp chống khủng bố bổ sung hiện nay đang được áp dụng một cách triệt để tại Moscow và các khu vực chung quanh nó. Hành động quyết định cũng sẽ được thực hiện nhằm ổn định tình hình ở tại thành phố Rostov-on-Don, và tình hình vẫn còn phức tạp vì công việc của các cơ quan hành chính, dân sự và quân sự đã bị phong tỏa một cách hiệu quả. Cũng tin liên quan thưa quý vị, thì Hạ viện của Quốc hội Nga có tên là có tên tiếng Nga là Duma, hiện nay đang soạn thảo một số các dự luật nhằm kiểm soát quân đội đánh mướn Wagner Group một cách cụ thể hơn, dựa theo thông tin từ Andrei Katabolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga. Đã có nhiều lời đồn đoán về tương lai của ông Prigozhin cũng như là tương lai của lực lượng lính đánh thuê Wagner sau khi mà lãnh đạo của nhóm này đã tuyên chiến với chính phủ Nga trong cuối tuần vừa qua. Theo ông Andrei thì hiện nay cái coi như là tương lai của nhóm Wagner vẫn chưa có được ấn định được. Chắc chắn rằng chúng ta không thể nào mà giải tán nó, vì đây cũng là một lực lượng vũ trang mà sẵn sàng có thể tác chiến. Tuy nhiên, chúng ta có một số các vấn đề cũng như có một số các câu hỏi liên quan đến lãnh đạo của nhóm này. Không phải là có vấn đề với các chiến binh trong nhóm mà với lãnh đạo của nhóm. Ông Andrei nói như vậy với một tờ báo doanh nghiệp tại Nga được đăng tải hôm Chủ nhật. Lời phát biểu của ông này nó cũng đi song song với lời phát biểu của phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov, khi mà ông kia nói rằng là hai bên đã đạt được một thỏa thuận vào ngày thứ Bảy để mà có thể điều phối quân đội Wagner trở về lại những vị trí của họ. Và sau đó thì các quân nhân
trong cái quân đội mà Wagner đó sẽ phải ký những hợp đồng lại, mà không phải ký hợp đồng lại với lại ông Prigozhin, mà phải ký những hợp đồng đánh thuê lại với Bộ Quốc phòng của Nga. Vâng, thưa quý vị, và cái tình hình đối với cái trường hợp của lực lượng Wagner sau khi mà họ tiến sâu vào lãnh thổ của Nga và tiến đến khoảng gần 200 cây số tiến về phía Moscow đó, thì đột ngột họ lại quay hướng, và sau đó thì được tuyên bố là chính ông Prigozhin là lãnh đạo của nhóm Wagner này sẽ đến qua quốc gia Belarusia, nơi mà đây là một quốc gia trung gian từ trước tới nay. Chúng ta vẫn biết rằng tổng thống của Belarus là người đã đứng ra để kêu gọi sẽ dàn xếp cái vụ này, và do đó mà trong khi mà đang tiến quân đó thì ông Prigozhin đã bỗng nhiên lại tuyên bố là sẽ chấm dứt cái cuộc tuần hành này và trở về Belarus, và đồng thời sẽ chịu một cái sự đàm phán cùng với nước Nga, với ông Putin. Nhưng mà đến giờ sáng ngày hôm nay thì người ta chưa rõ tin tức qua cái cuộc này sẽ dàn xếp như thế nào. Từ ngày đó, đó thì các phóng viên ở tại Berlin đã ghi nhận hiện nay vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về những gì sắp xảy ra trong tương lai đối với công ty quân sự tư nhân Wagner. Vâng, thưa quý vị, họ gọi đây là một cái công ty quân sự tư nhân là vì ông Wagner trước đây là một thương gia chuyên cung cấp thực phẩm và có một số các cái cơ sở để cung cấp thực phẩm cho quân đội Nga. Rồi sau đó dần dà từ từ rồi ông mới thành lập một nhóm chiến binh đầu tiên, và từ từ nó trở thành cái lực lượng Wagner ngày hôm nay. Và từ cái lúc mà Nga xâm lược vào Ukraine đó, thì lực lượng này gần như là một lực lượng chiến binh chính chủ yếu của quân đội Nga để tấn công vào Ukraine. Tuy nhiên qua những cái sự mâu thuẫn vừa qua đó, chúng ta cũng biết trong những ngày trước thì ông Prigozhin đã lên án rằng Bộ Quốc phòng Nga đã không cung cấp đầy đủ các súng đạn cho các binh lính của lực lượng Wagner, và do đó đã có những cái mâu thuẫn từ từ xảy ra và đưa đến cái sự việc vào cuối tuần vừa qua. Điện Cẩm Linh thì nói rằng những người chiến đấu cho Wagner trên chiến trường sẽ có thể ghi danh để gia nhập vào quân đội Nga, nhưng mà thực chất thì những người này không làm như vậy. Ông Prigozhin đã tuyển lựa những chiến binh cho lực lượng Wagner này từ các nhà tù trên khắp đất lãnh thổ của Nga. Cách đây vài tuần thì Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã có một sắc lệnh nói rằng những công ty quân sự tư nhân cần phải có một hợp đồng chính thức với quân đội Nga nếu họ vẫn muốn tiếp tục hoạt động trong tương lai. Và chính điều này là cái điều mà làm cho ông Prigozhin trở nên bất mãn, vì cái số lượng vũ khí và quân trang được cung cấp cho lực lượng này ngày càng suy giảm, trong khi đó lại bắt buộc với những cái chi tiết liên quan đến vấn đề hành chánh nhiều hơn. Nó làm cho ông, theo ông Prigozhin, ông tuyên bố rằng nó đã trói tay sức mạnh của lực lượng Wagner này. Ngày hôm qua thì người ta đã chứng kiến rằng ông Shoigu là Bộ trưởng Quốc phòng của Nga đã chính thức xuất hiện và lên tiếng tuyên bố với những cái hoạt động bình thường, cũng như là Tổng thống Putin, có vẻ như là tình hình tại nước Nga vẫn ổn định sau những cái cuộc binh biến diễn ra mà có vẻ là không thành công từ phía ông Prigozhin. Tuy nhiên hiện nay người ta đang chờ đợi các cái chi tiết tiếp theo liên quan đến sự dàn xếp của Tổng thống Belarus liên quan đến vấn đề này. Và cũng tới liên quan nữa, thưa quý vị, thì một đội phóng viên của CNN đã ghi nhận lại hình ảnh ở tại quảng trường đỏ tại Mạc Thư Khoa vẫn còn bị kiểm soát chặt chẽ hôm Chủ nhật, một ngày sau khi mà ông Prigozhin đã rút lại những tuyên bố và cũng như là những kế hoạch để mà nổi loạn. Người dân vẫn còn thấy những rào cản bằng sắt được dựng lên ở tại một số địa điểm dẫn vào trong trung tâm thành phố, và một số các lực lượng an ninh vẫn còn có mặt ở tại quảng trường đỏ. Người bộ hành vẫn còn được thấy đi bộ gần khu vực đó. Tuy nhiên, quảng trường đỏ cũng đã bị đóng cửa hôm thứ Bảy. Bức tranh sẽ rõ hơn cho các coi như là phân tích gia trong lực lượng tình báo của Mỹ khi mà ông Prigozhin đã tuyên bố rằng là quân đội của ông sẽ có thể coi như là trực diện đến Moscow chỉ trong vòng có độ 1-2 ngày mà thôi. Tuy nhiên, đối với các viên chức tình báo của Mỹ thì họ rất là cảm thấy bất ngờ, tại vì trước đó đó thì họ nghi rằng là có cái sự rạn nứt giữa quân đội đánh thuê Wagner và cũng như là lãnh đạo của quân đội chính quyền Nga về vấn đề mà gọi là cung cấp đầy đủ đạn dược cũng như là viện trợ cho Wagner. Bởi vì nhiều lần ông Prigozhin đã lên trên video để mà gọi là tấn công và lên án quân đội cũng như là Bộ trưởng Quốc phòng của Nga, nhưng thực sự
các cơ quan tình báo của Mỹ không ngờ là trong cuối tuần vừa qua nó lại có một cái cuộc mà gọi là trạm giá tráng trực diện như vậy giữa hai lực lượng hiện nay ở trong Nga. Hiện nay thì cái câu hỏi người ta được đặt ra đó là Tổng thống ở Belarus sẽ làm gì đối với lực lượng Wagner này khi mà đã có những cái tin tức liên quan đến vấn đề là ông Prigozhin hiện nay đang phải tạm gọi là lưu vong ở tại Belarus chờ đợi một cái sự đàm phán giữa hai phía. Người ta cũng đang đặt câu hỏi là ông Putin sẽ phản ứng như thế nào trong những ngày sắp tới. Và bên cạnh đó thì dư luận quốc tế từ cái sự việc này thì kể cả Tổng bí thư Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng và kêu gọi mọi bên cần phải kiềm chế các hoạt động của mình để tránh xảy ra những cái xung đột. Trong phần sau của bản tin sẽ chúng tôi sẽ trở lại với các cái dư luận từ phương Tây, kể cả ông Tổng thư ký khối NATO đã tuyên bố như thế nào, cũng như là phát ngôn viên của khối Liên Âu đã có những phản ứng như thế nào đối với vụ việc trong sáng sớm ngày hôm nay trong những bản tin kế tiếp phía sau. Trở lại với bản tin, thưa quý vị, trước khi đưa đến quý vị phần tin cập nhật liên quan đến tình hình tại Nga đó, thì chúng tôi trở lại một số các cái tin tức thường lệ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết vào ngày hôm qua là họ đang dẫn đầu một cuộc điều tra liên quan đến sự mất tích của chiếc tàu lặn Titan chở theo 5 người ở trên tàu này. Đại úy Jason Neubauer là trưởng nhóm điều tra đã cho biết là hoạt động trục vớt từ đáy biển vẫn đang tiếp tục diễn ra. Họ đã gửi một số các robot xuống đó và đã đi tìm kiếm ở dưới đáy biển các cái khu vực mà người ta đã tìm kiếm được những mảnh vỡ của cái tàu lặn này trước đây. Và hiện nay đang rà, tất cả những cái robot này đang rà ở dưới đáy biển để tìm thêm những cái mảnh vỡ khác. Các nhà điều tra hiện nay thì đang hợp tác một cách chặt chẽ với các cơ quan điều tra quốc gia và quốc tế, bao gồm kể cả Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Canada, Ban điều tra thương vong hàng hải của Pháp và chi nhánh điều tra tai nạn hàng hải của Vương quốc Anh. Tức là tất cả các cơ quan này đều hợp tác trong cái vấn đề đang tìm kiếm. Hải quân Hoa Kỳ cho biết vào ngày Chủ nhật là họ sẽ không sử dụng một lượng lớn các thiết bị trục vớt mà họ đã triển khai để nỗ lực cứu trợ cho tàu Titan trước đây. Tàu lặn Titan đã phát nổ khi đang trên đường đi đến tham quan sát chiếc tàu Titanic, và điều này thì chúng ta cũng đã biết rồi. Hải quân hiện nay đang tiếp tục hỗ trợ lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ trong khi đó các cái hoạt động tìm kiếm vẫn được tiếp tục diễn ra. Các nhà chức trách từ Hoa Kỳ và Canada đã bắt đầu một quá trình điều tra nguyên nhân vụ nổ dưới nước, và hiện nay họ cũng đang tìm kiếm một câu trả lời dành cho câu hỏi là ai chịu trách nhiệm để xác định về tấn thảm kịch này ra như thế nào. Thì đó là cái điều mà họ đang tìm kiếm một cách giải quyết, và kể cả công ty mẹ của chiếc tàu Titan này. Thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy có ám chỉ vào ngày Chủ nhật vừa qua rằng là Hạ viện Mỹ có thể bắt đầu một cuộc điều tra nhằm luận tội Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland sau khi mà hai nhân vật gọi là whistleblower trong cơ quan IRS đã có nhiều cáo buộc cho biết rằng là một số nhân vật cấp cao trong Bộ Tư pháp đã cản trở cái cuộc điều tra nhắm vào ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden. Ông Kevin McCarthy đã đưa lên một cái tweet cho biết rằng là chúng ta cần có được tất cả những dữ liệu và thông tin, bao gồm những thông tin mà có thể đối chiếu được với nhau, và công tố viên liên bang David Weiss cần phải trả lời trước Ủy ban Tư pháp của Hạ viện. Nếu những cái lời cáo buộc từ những cái người mà gọi là tố giác này là sự thật thì thật sự đây là sẽ là một trong những cái phần lớn trong cái việc luận tội Merrick Garland và âm mưu của ông này để mà vũ khí hóa Bộ Tư pháp. Ông Kevin McCarthy viết tiếp ở trên cái tweet của ông, cũng xin nhắc lại thưa quý vị, những lời hăm dọa của Kevin McCarthy được đưa ra trong bối cảnh mà hai nhân vật trong cơ quan IRS, đó là agent Gary Shapley, là một cái người supervisor trong cơ quan IRS, và một cái người agent khác đã cáo buộc vào ngày thứ năm tuần trước rằng là công tố viên liên bang David Weiss, người mà đứng đầu cái việc mà điều tra về ông Hunter Biden, muốn đưa ra những bản mà gọi là truy tố về luật lệ liên bang nhắm vào ông Hunter Biden tại một coi như là cái tòa án liên bang ở tại
California và Washington DC vào năm ngoái. Tuy nhiên, hai cái nhân viên IRS này nói rằng là chính quyền của ông Biden qua các luật sư Martin Estrada và Matthew Gray đã không đồng ý với quyết định của David Weiss. Và như vậy, cho nên rằng là ông David Weiss không được truy tố Hunter Biden với những cái tội nặng hơn, mà chỉ được đưa ra những cái tội nhẹ hơn, ví dụ như rằng là những cái tội tiểu hình liên quan đến vấn đề mà gọi là trốn thuế hay là không đóng thuế đúng thời điểm mà thôi. Trở lại với các vận động, các cuộc hoạt động vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump cho năm 2024, thưa quý vị, cuối tuần vừa qua thì cựu Tổng thống đã xuất hiện tại Michigan khi ông tìm cách giành lại vị trí của mình trong lòng cử tri ở tại tiểu bang này, nơi mà ông đã từng thất bại qua hai cuộc bầu cử 2016-2020. 2016 tuy là ông đã thắng cử, nhưng cái số phiếu cử tri ở tại Michigan đã dành cho các đảng viên đảng Dân Chủ ở tại đó. Ngày Chủ nhật vừa qua, hôm qua thì ông đã xuất hiện trong một cái bữa tối mà người ta gọi là ngày Lincoln, diễn ra được sự tổ chức bởi Ủy ban Cộng hòa ở quận Oakland, nơi mà ông được Cộng hòa vinh danh là người đàn ông của thập niên. Trong cái bài diễn văn của mình thì cựu Tổng thống đã lên tiếng công kích Tổng thống Joe Biden một cách mạnh mẽ. Ông nói rằng ông Biden là một thảm họa đối với Michigan và ngành sản xuất xe hơi của tiểu bang này. Ông cũng lên tiếng chỉ trích thống đốc của Michigan, ông Gretchen Whitmer, là đồng chủ tịch trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden, vì đã phê duyệt để cấp một cái ngân quỹ nhà nước cho một công ty ngoại quốc ở tại Michigan. Đây là lần đầu tiên mà cựu Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong chiến dịch tranh cử của mình ở tại Michigan, một trong ba tiểu bang cùng với Pennsylvania và Wisconsin đã lật ngược thế cờ năm 2016 để đưa cựu Tổng thống vào Tòa Bạch Ốc, và đã sau đó thì đã lật ngược, là chuyển chiến thắng cho Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử 2020. Theo sự tính toán của cựu Tổng thống thì ông ấy cần giành lại Michigan để trở thành Tổng thống. Tuy nhiên, từ trước tới nay, từ năm 2016 cho đến nay, thì ở tại đây có vẻ như ông ấy đã mất điểm nhiều. Đó là lời tuyên bố của cựu dân biểu thuộc đảng Cộng hòa trước đây, ông Dave Trott đã nói. Ông cựu Tổng thống, ông nói rằng ông Trump là lý do chính tại sao mà đảng lực lượng Cộng hòa ở tại Michigan đã thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua. Đó là lời tuyên bố của ông Dave Trott, là cựu dân biểu thuộc đảng Cộng hòa. Vào năm ngoái thì các ứng cử viên được cựu Tổng thống hỗ trợ ở Michigan là một trong những người đã chịu sự thất bại trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua. Thưa quý vị, tất cả những nhà phân tích pháp lý hiện nay đang theo dõi Tối cao Pháp Viện khi mà định chế này đang trong cái tuần lễ cuối cùng trong cái khóa mà gọi là tư pháp của năm nay. Các thành viên trong Tối cao Pháp Viện dự trù sẽ có những quyết định liên quan đến nhiều vấn đề gây tranh cãi tại xã hội Mỹ, ví dụ như về vấn đề affirmative action liên quan đến việc là các trường đại học ở tại Mỹ có thể sử dụng cái màu da giới tính của học sinh để mà ấn định cái tiêu chuẩn để mà cho các sinh viên nhập học hay không, hay là thuần túy chỉ tập trung vào vấn đề mà gọi là điểm thi hay là điểm học mà thôi. Ngoài vấn đề affirmative action sẽ còn có một số vấn đề khác, bao gồm luôn kể cả kế hoạch của Tổng thống Biden để mà đơn phương xóa nợ cho những người đã từng vay nợ để mà đi học. Là có nghĩa rằng là liệu một cái người tổng thống có quyền sử dụng tiền này hay không mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Ngoài ra thì cũng một số các vấn đề khác liên quan đến luật lệ bầu cử ở tại tiểu bang, quyền bình đẳng của các nhóm đồng tính, luyến ái, chuyển giới, v.v. Và đó là một số các hồ sơ mà các giới cao quan sát về vấn đề pháp lý vẫn còn đang chờ Tối cao Pháp Viện gọi là đưa ra những quyết định cuối cùng trong tuần lễ này, trước khi mà họ kết thúc cái phiên mà gọi là cái phiên họp tư pháp của năm nay. Vâng, thưa quý vị, trở lại bản tin cập nhật vào sáng sớm ngày hôm nay liên quan đến tình hình tại Nga thì Tổng thư ký khối NATO, ông Jens Stoltenberg, đã lên tiếng phát biểu ở tại Cộng hòa Litva. Ông nói các sự kiện ở Nga cuối tuần qua chứng tỏ rằng Tổng thống Putin đã phạm một sai lầm chiến lược lớn.
Tổng thư ký NATO đã tuyên bố như trên. Ông cho biết là các sự kiện diễn ra ở Nga vào cuối tuần qua đã chứng tỏ rằng Tổng thống Nga đã mắc một sai lầm chiến lược lớn khi mà phát động cuộc chiến tranh đối với Ukraine. Ông nói, những sự kiện cuối tuần là vấn đề nội bộ của Nga và là một minh chứng khác cho sai lầm chiến lược lớn mà Tổng thống Vladimir Putin đã mắc phải với việc sáp nhập Crimea một cách bất hợp pháp và phát động một cuộc chiến chống Ukraine. Khi Nga tiếp tục tấn công và điều quan trọng hơn nữa là chúng ta vẫn phải tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Người Ukraine đã phát động một cuộc phản công chiếm lại những vùng đất của họ bị chiếm và họ càng chiếm lại được nhiều đất thì họ càng có nhiều quyền lực hơn trên bàn đàm phán để có thể đạt được một phần công bằng và lâu dài. Ông Stoltenberg tiếp tục nói, và một khi chiến tranh kết thúc thì chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục làm sao để có thể dàn xếp vấn đề an ninh cho Ukraine để lịch sử không thể lặp lại. Và chúng tôi lên án tuyên bố của Nga về việc sẽ triển khai vũ khí hạt nhân. Và đây là hành động liều lĩnh và vô trách nhiệm. Và chúng tôi không thấy dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng khối NATO vẫn phải cảnh giác. Trong khi đó, thì phát ngôn viên của khối Liên Âu, ông Joseph Borrell, thì nói, ông phụ trách về cái vấn đề đối ngoại của Liên Âu đã nói, những gì xảy ra vào cuối tuần cho thấy một làn gió chống lại Ukraine đang bị bẻ gãy vì những quyền lực của Nga đang suy yếu dần. Đây không phải là điều tốt khi chúng ta chứng kiến một cường quốc hạt nhân như Nga có thể rơi vào giai đoạn bất ổn chính trị. Đây là cái điều mà các quốc gia phương Tây đang lo lắng, là vì một khi bị mất mặt như thế thì có thể ông Putin sẽ có những phản ứng mà người ta không lường trước được. Do đó mà các giới chức cao cấp ở tại khối Liên Âu cũng đang bày tỏ cái sự lo ngại của mình. Ông Borrell nói thêm rằng ông cho biết các sự kiện gần đây cho thấy rằng sức mạnh quân sự của Nga hiện nay đang bị rạn nứt, và đồng thời nói thêm rằng sự bất ổn này sẽ có thể đến ảnh hưởng đến nền chính trị của Nga và cũng có thể ảnh hưởng đến nền chính trị của toàn thế giới. Và thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong phần này liên quan đến vấn đề thời tiết. Gần 40 triệu người dân Mỹ sống từ những nơi như là Arizona đến tiểu bang Alabama đang phải đối diện với một đợt nắng nóng rất là cao trong ngày hôm nay, sau khi mà cơ quan khí tượng quốc gia đưa ra những cảnh báo vào sáng sớm ngày thứ hai cho biết rằng là cái thời tiết nóng nó sẽ khiến cho rất nhiều người khó chịu. Một dãy từ Arizona sang Alabama, quý vị đang thấy nó đi qua New Mexico, Texas, Louisiana, Arkansas và cuối cùng đến Mississippi. Có nghĩa là hễ mà quý vị là cư dân hay có bà con mà đang sống trong những cái vùng miền ở màu tím hay màu cam trên cái màn ảnh TV đó, thì xin lưu ý rằng là trong ngày hôm nay thời tiết sẽ trở nên rất là nóng, và quý vị nên thận trọng khi mà cần phải đi ra ngoài đường. Đối với những người nào cao tuổi cũng xin cố gắng ở trong nhà nếu mà có, và cũng nên để ý về vấn đề gọi là máy phát điện và cũng như là máy lạnh có đầy đủ nước cần thiết để mà vượt qua được những cái đợt nắng nóng như vậy trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, trên bản đồ quý vị thấy những cái ô màu tím đó là những cái nơi mà chúng ta cần phải để ý. Nó bao gồm nó nguyên cả cái khu vực ở Houston, Texas, các cái thành phố lớn ở tại Texas và kể cả San Antonio nằm ở phía đông của Texas cũng đã bị ảnh hưởng một cách rất nặng nề. Hiện nay đó thì thị trưởng của thành phố Houston cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng cái việc mà sử dụng mạng lưới điện ở đây và sử dụng máy điều hòa không khí ở tại nơi này đó, nó có thể gây ra cái sự mất điện trầm trọng nữa. Cho nên là họ cũng kêu gọi là ai có thể chịu đựng được thì nên giảm cái sự mà cùng sử dụng máy điều hòa không khí cùng một lượt ở trong những cái giờ cao điểm để tránh cái sự cái việc là nó có thể mất điện toàn diện ở nhiều thành phố khác lân cận. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, những sự kiện diễn ra vào cuối tuần vừa qua tại Nga đã làm cho toàn thế giới rúng động. Và hiện nay, tính đến ngày hôm nay thì tất cả mọi cơ quan truyền thông báo chí trên toàn thế giới đều tập trung chú ý về vấn đề này. Câu hỏi được đặt ra lớn nhất đến giờ phút này là cái khả năng sụp đổ về mặt chính trị tại Nga có thể diễn ra trong những ngày sắp tới hay không. Bên cạnh đó, người ta cũng tính đến những cái câu hỏi khác, chẳng hạn như số phận của lãnh tụ Wagner sẽ như thế nào, ông Prigozhin, trong những ngày sắp tới. Người ta biết rằng hiện nay ông ấy đang lưu vong ở tại Belarusia và Tổng thống Lukashenko của nước này đang là người trung gian để đàm phán dàn xếp các công việc giữa ông Prigozhin và Tổng thống Vladimir Putin.
Trong những ngày vừa qua thì chúng ta chứng kiến rằng Vladimir Putin đã lên án một cách mạnh mẽ và nói rằng những người nào gây ra sự kiện này chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm một cách cụ thể rõ ràng trước Nga và người dân Nga. Và chúng ta, người ta lo nghĩ rằng phản ứng của ông Putin sẽ như thế nào. Trong khi đó thì thế giới tập trung để ý rằng phản ứng của ông Putin có thể gây ra thêm một hiệu ứng nào khác cho thế giới hay không. Vì từ trước tới nay ông ấy vẫn lăm le tuyên bố là sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong trường hợp là ông ta không thể gỡ lại danh dự của mình qua vấn đề này và hoàn toàn bị một phút giây nào đó có thể nghĩ đến cái phương án cuối cùng là sử dụng vũ khí hạt nhân, thì nó sẽ ảnh hưởng đến thế giới như thế nào. Tất cả những cái điều mà hiện nay người ta đang tập trung đều chú ý đến cái vấn đề tại cuộc chiến ở tại Ukraine. Với các diễn biến xảy ra tại Nga trong cuối tuần thì cuộc chiến tại Ukraine cũng sẽ diễn biến như thế nào trong những ngày sắp tới. Nếu như quân đội Ukraine người ta thừa lúc này để tấn công đó, thì lại càng làm cho quân đội của Nga có thể lúng túng, và chính điều này lại có thể gây ra những phản ứng không tốt từ phía ông Putin. Với tất cả những nhận định và nhiều tờ báo cũng đã đưa ra nhiều phân tích, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi với phần phân tích của Tyler Diệp sau đây. Thưa quý vị, về cái khía cạnh của Ukraine, dĩ nhiên rằng là những sự kiện xảy ra trong cuối tuần vừa qua là những tin tức rất là có lợi về mặt chiến lược cho Ukraine. Không những là về vấn đề mà gọi là quân sự ở tại mặt trận phía đông của quốc gia này, mà nó còn ảnh hưởng đến vấn đề mà gọi là tuyên truyền, vấn đề mà Nga đã mất đi cái cớ để, đối với lại người dân của mình mà khi mà xâm lược Ukraine. Bây giờ chúng tôi bàn về vấn đề Ukraine trước, còn những cái chuyện mà liên quan đến Belarus, Prigozhin hay là Vladimir Putin, nhiều khi một chương trình sau thì mới bàn tiếp. Về Ukraine, trong cuối tuần vừa qua thì lực lượng vũ trang của Ukraine đã bắt đầu cố gắng làm sao để mà tái chiếm lại thành phố Bakhmut và một số các khu vực mà hiện nay đang được quân đội Nga phòng thủ rất là nghiêm ngặt. Ukraine muốn lợi dụng cái thời cơ là nội bộ của Nga hiện nay bị rối ren rất nhiều trong cuối tuần vừa qua. Đó là một cái lợi thế của Ukraine. Về mặt mà gọi là tuyên truyền đó, thì Volodymyr Zelensky rõ ràng đã mượn lời của Prigozhin để mà nói rằng là từ trước đến giờ không bao giờ mà Ukraine là một cái mối đe dọa uy hiếp đến sự an toàn của Nga, và cũng không có một cái nhân vật Đức Quốc xã nào mà gọi là sống ở tại Ukraine. Từ trước đến giờ Putin chỉ dùng những cái cớ đó làm một cái lý do để mà tấn công Ukraine mà thôi. Thì khi mà ông Prigozhin vào ngày thứ sáu, khi mà ông gọi là ra lệnh cho quân đội đánh thuê của ông mà đi trực diện đến Mạc Thư Khoa đó, thì ông cũng nói như vậy ở trên cái mạng xã hội mà được chuyển tải đến người dân Ukraine, rằng là ở đây không có cái tên Nazi hay là một cái đức quốc xã nào cả. Và chúng ta cũng nên đặt ra cái dấu hỏi rằng là tại sao mà những thanh niên trai tráng của Nga cứ tiếp tục bỏ mạng ở tại Ukraine làm gì. Chúng tôi xin tóm tắt lại cái lời mà gọi là cáo buộc của ông Prigozhin khi mà ông đưa ra như vậy vào cuối tuần vừa qua. Thì về mặt gọi là chiến sự, về mặt tuyên truyền, những sự kiện vừa qua trong thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nó rất có lợi cho Ukraine về hai mặt đó. Thưa anh, xin trở lại với anh Dũng về khía cạnh của Ukraine. Vâng, đó là cái khía cạnh liên quan đến vấn đề Ukraine, thưa quý vị. Và tại về cái số phận của Prigozhin thì ông ấy sẽ như thế nào trong những ngày sắp tới? Có lẽ như là trong cái lúc mà đang tiến công về phía Nga và đã tiến công được 200 cây số rồi đó, thì bỗng dưng đoàn quân này lại chuyển hướng và quay sang, và chính bản thân ông ấy đã phải sang lưu trú ở tại Belarus. Thì người ta đặt ra ngay một câu hỏi là liệu có phải là ông Tổng thống Lukashenko đã có một cái điều gì đó để có thể đưa ra để nhằm hứa hẹn cho cả hai phía, Tổng thống Vladimir Putin và kể cả ông Prigozhin, là sẽ có một cái sự dàn xếp ổn định hay không? Hay là tự bản thân của ông Prigozhin nhận thấy là ông đã đi quá lố trong cái vấn đề này và đã chuyển hướng khi nghe lời đề nghị của Lukashenko? Thì đó là những điều mà người ta đang chú ý hiện nay, và những phản ứng của ông Putin sẽ như thế nào trong những ngày sắp tới cũng là một câu hỏi lớn mà người ta đã đặt ra. Kể cả các nhân vật nổi tiếng cũng như là các lãnh đạo của khối Liên Âu cũng như là lãnh đạo của Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Blinken trong những ngày vừa qua cũng đã nói rằng sự việc có lẽ sẽ còn diễn biến rất nhiều. Do đó hiện nay là Hoa Kỳ chăm chú theo dõi. Mặc dù họ đã nói rằng là tình báo Hoa Kỳ trước đây cũng đã thấy một số các dấu hiệu từ phía các lực lượng đánh thuê của Wagner, nói rằng họ đang tập trung một số các lực lượng quân sự của họ dọc theo khu vực biên giới và đang chuẩn bị một cái điều gì đó. Lúc đó họ chưa xác định được là có những phản ứng như thế từ phía ông Prigozhin. Nhưng sau đó thì họ đã xác định rằng đó là những cái điều mà Hoa Kỳ cũng đã thấy được trước rằng lực lượng Wagner đã chuẩn bị. Về cái vấn đề mà nói về cái phương diện mà mặt mũi để dành cho Putin thì có lẽ là các nhà lãnh đạo của phương Tây cũng như Hoa Kỳ, người ta đang mong muốn điều này có thể đưa đến một cái sự dàn xếp ổn thỏa. Vì một khi dồn một con quái vật đi vào một cái đường cùng thì không biết là sẽ diễn ra điều gì sau đó. Không biết là Tyler còn điều gì để muốn nói thêm về vấn đề này nữa không? Thưa quý vị, cái con quái vật này đó đúng là nó là quái vật thiệt. Tại vì ông này ít nhất vẫn còn kiểm soát khoảng 25.000 quân nhân mà có thể gọi là triển khai được ngay lập tức. Thì bây giờ để trong Nga thì cũng thấy bất an. Nhưng mà nếu mà cho Prigozhin và cái lực lượng vũ trang này coi như là được tự do thanh thản ở tại Belarus đó, nó cũng là một cái gì đó bất an đối với Vladimir Putin. Cái chuyện mà nhiều người thấy hơi thắc mắc và chắc có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được là như vậy. Tổng thống của Belarus nói chung rằng là cũng chỉ là một cái quân cờ của Vladimir Putin mà thôi. Ông này giống như là một cái chư hầu của Nga, không có Putin thì cũng không có ông này. Thì nếu mà ông này mà là tự đứng ra để mà tuyên bố mà là có một cái cuộc mà hòa giải đó, thì nhiều khi cũng chỉ là một đại diện của Putin để mà đi thương lượng với Prigozhin thôi, chứ cũng chưa chắc là ông này thật sự có cái thực quyền để mà đưa ra những cái gọi là điều kiện như vậy. Chúng ta thấy một cái điều rất là thú vị mà phải cũng như là thời gian cũng phải chờ xem rằng là Vladimir Putin chỉ lên tiếng một lần trong sự kiện này qua một cái đoạn video mà ông nói rằng là cái chuyện mà đưa quân về lại thủ đô là một chuyện phản bội, là một chuyện phản quốc, không chấp nhận được. Và những kẻ nào mà thực hiện hay là tham gia vô trong cái âm mưu này đều sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm ngặt. Mới nói xong video đó thì một ngày sau lại cho cái mà ông kẻ mà là coi như là cho mà cái kẻ cầm đầu mà Vladimir Putin cáo buộc là cái tội mà gọi là âm mưu phản bội phản quốc đó, thì lại cho ông ta đi gọi là tha bổng. Và ngay cái Điện Kremlin cũng nói rằng là tất cả những cái tội danh liên quan đến tội phản quốc này đều sẽ bị hủy bỏ hết. Hay là anh thấy có ngộ không? Có nghĩa rằng là hâm cho đã rồi một ngày sau đó nói rằng xuống nước một cách xuống nước tôi phủi tay, chỉ cần ông đưa các đàn em của ông đi tới một cái nước láng giềng thì tôi sẽ không có truy tố nữa. Cho nên rằng là cái chuyện này nó còn sẽ diễn ra nhiều tập lắm, chúng ta sẽ không biết được cho đến nhiều khi nhiều tuần hay là nhiều tháng kế tiếp. Còn cái số mạng của Prigozhin trong tương lai thì cũng sẽ không biết là đi về đâu. Hôm nay chắc cũng hết đường rồi. Vâng, thưa quý vị, tất cả tình hình đang diễn biến chúng ta sẽ cùng theo dõi và chắc chắn trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều tin tức liên quan đến vấn đề này. Là vì hiện nay toàn thế giới, các nhà lãnh đạo của thế giới đều đang quan tâm, vì họ cho rằng sự sụp đổ của Nga trong lúc này sẽ đưa đến sự hỗn loạn toàn cầu. Và đây là điều mà không ai mong muốn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi và tìm hiểu thêm trong những ngày sắp tới. Cảm ơn phần phân tích với Tyler Diệp và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Tuy nhiên, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái thông báo chính thức từ việc Face TV. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua đó thì chắc quý vị ở nhiều tiểu bang xa hoặc là các cái địa phương khác trên toàn thế giới không thể được xem được những cái chương trình trực tiếp phát hình từ việc Face TV. Kể từ ngày hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng thông báo một cái tin vui đến tất cả mọi người trên khắp thế giới, những người Việt Nam muốn xem tin tức của đài Việt Face TV. Thì thay vì quý vị có thể mua những cái chương trình ở tại Mỹ là mua DirecTV hoặc là ở Mỹ thì chỉ có ở khu vực quận Cam mới có thể coi được toàn bộ các chương trình phát hình của Việt Face TV. Thì nay đó, quý vị chỉ cần sign in vào vietfacetv.com là quý vị có thể xem được tất cả các cái chương trình truyền hình
y như các chương trình mà đã thực hiện trên TV từ trước tới nay thưa quý vị. Tức là toàn bộ chương trình phát hình TV như thế nào thì quý vị có thể xem được dù quý vị ở bất cứ nơi nào trên toàn thế giới. Vào vietfacetv.com thì quý vị sẽ xem được các cái chương trình phát hình của Vietface TV. Đây là một cái điều mà Vietface TV đã làm việc cùng với các cái cơ quan hữu trách liên quan đến vấn đề này, về vấn đề phát hình để có thể tạo ra được cái trang web này. Đó là một cái tin mà chúng tôi hy vọng là sẽ mang đến niềm vui cho nhiều người Việt ở nhiều nơi trên khắp thế giới. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vietfacetv.com để xem các chương trình truyền hình trực tiếp của Vietface TV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin này ngày mai. Chương trình Vietface Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. DMJ Jam, soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Steven Trans Financial, quý khách muốn mượn tiền để mua nhà hoặc refinance nhưng không có việc làm, không có income, gọi ngay 714-791-2222. Nếu tiền lời không rẻ nhất thì không phải là Steven Trần. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoàn FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Bạn đang cần chiếc loa karaoke nhỏ gọn, mạnh mẽ, giá rẻ, thiết kế cực đẹp và có thể mang đi khắp nơi với pin tích hợp. Loa karaoke sách tay Tamon S1 chính là lựa chọn của bạn. Công suất 2000W max, 3 đường tiếng, 2 microphone, pin siêu bền bỉ, có thể thâu giọng hát của bạn, echo reverb cực hay. Nhiều cổng kết nối như HDMI, Bluetooth, USB. Tamon S1 đang có giá ưu đãi rất tốt cho khách hàng Vietface TV. Chỉ với 799 đồng, bạn sở hữu chiếc loa All-in-One cao cấp nhất hiện nay, nhiều màu sắc lựa chọn. Giá Hưng, nhà cung cấp thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. 407-704-6970. Để đến với DMJ Gems, kim cương nhân tạo lab-grown diamond và Moissanite 3D Arizona, DMJ Gems chuyên cắt kim cương nhân tạo có giấy giám định quốc tế như là GIA và IGI. Chúng tôi chuyên bán sỉ và lẻ, đặc biệt kim cương thiên nhiên và chúng tôi có đủ loại hình dạng và đủ màu sắc cho các loại kim cương như lab diamond, natural diamond và Moissanite. Chúng tôi bảo đảm hoàn tiền lại 100% nếu không đẹp như kim cương thiên nhiên. DMJ Gems đang sell xoàn Moissanite 3D Arizona made in USA, hiệu Forever One và Mean Forever, 1 carat nước DFL Super Ideal cut 500 mỹ kim lab-grown diamond hiệu IGI và GIA 1.17 carat nước D VVS1 ideal cut 1500 mỹ kim GIA 2500 mỹ kim 2 carat nước E VVS2 ideal cut 1900 mỹ kim GIA 4200 mỹ kim. Xin gọi DMJ Gems 480-289-1696 hoặc Zalo 480-289-1696. YouTube DMJ Gems, free shipping, free refund, giá wholesale và đang cần đại lý trong và ngoài nước. Website dmjgems.com. Trong suốt tháng vừa qua, đã có hàng trăm khách hàng gọi đến cho Si Bình Trần và hỏi cùng một câu hỏi: tôi không có việc làm, tôi không chứng nhận được income, tôi từ Việt Nam mới sang, tôi không có tín dụng, có thể mượn tiền để mua nhà hay không? Yes, yes, yes. Hãy gọi ngay Si Bình Trần Financial 714-791-2222. Tiền lời rẻ nhất chắc chắn là rẻ nhất, bởi vì không rẻ nhất không phải là Steven Chen. Tâm Đoan mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Ca sĩ Tâm Đoan đã tạo ra mỹ phẩm dùng dưỡng da đa hệ thích hợp mọi lứa tuổi, loại da, màu da nam và nữ. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền trong 4 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ, ngăn chặn nếp nhăn ngay từ lúc chúng hình thành. Căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non non và khách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám nên mua xài đi. Mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra. Rất là căng, chị rất là thích, không phải đi mổ nữa. Đúng rồi, không riêng một phòng đào nhất cái gì nữa. Không cần trồng đỡ nữa. Cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mổ. D1 will make the difference. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.